Thưa quý vị và các bạn, Đà Lạt, Lâm Đồng sở hữu rất nhiều di tích văn hóa lịch sử, danh lam thắng cảnh. Những di tích đã làm nên một phần giá trị lịch sử và nét đẹp thiên nhiên của phố núi. Những di tích này cũng đóng góp một phần quan trọng trong việc phát triển du lịch. Thế nhưng hiện nay, bên cạnh những di tích thắng cảnh được bảo tồn phát huy hiệu quả, thì vẫn còn những di tích thắng cảnh đang đứng trước nguy cơ xuống cấp, xâm hại vì nhiều lý do khác nhau. Ngắm dồn hoang tàn rác tấn công là thực trạng của nhiều di tích trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Thực trạng này đã và đang tồn tại do những hạn chế trong công tác quản lý tôn tạo các di tích. Tỉnh Lâm Đồng sở hữu 33 di tích tập trung nhiều nhất ở thành phố Đà Lạt, trong đó có đến 18 di tích cấp quốc gia và 2 di tích cấp quốc gia đặc biệt. Đa phần các di tích này đều phục vụ du lịch và được giao cho các tổ chức doanh nghiệp quản lý khai thác. Theo đánh giá chung của ngành văn hóa, thì các di tích này đều được bảo tồn nguyên vẹn. Tuy nhiên, từ thực tế, thì nhiều công trình đang có nguy cơ xuống cấp hoặc chưa được tôn tạo và gìn giữ, tương xứng với giá trị lịch sử, văn hóa và cảnh quan do nhiều lý do khác nhau. Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt là di tích cấp quốc gia đặc biệt. Công trình này được xây dựng từ những năm 1929 đến năm 1941. Và cho đến nay, tính biểu tượng của công trình vẫn còn dấu ấn rất lớn đối với Đà Lạt Lâm Đồng. Thế nhưng di tích này đang đối mặt với nhiều nguy cơ xuống cấp, dù trường cao đẳng sư phạm đã có nhiều cố gắng trong việc bảo tồn. Trường hàng năm đều có bỏ kinh phí ra để mà tu bổ, sửa chữa khi mà xuống cấp. Nhưng mà việc tu bổ sửa chữa này cũng không đáng là bao nhiêu so với hiện trạng xuống cấp hiện nay. Và hiện nay tình trạng dột thấm ở các phòng học thì rất là nhiều. Đó cũng là một cái niềm tự hào của giáo viên của tụi em á, khi mà được dạy ở ngôi trường có cái bề dày về lịch sử, rất là mong các cấp thì quan tâm nhiều hơn về vấn đề xuống cấp của nó. Nhưng mà mong là nó sẽ giữ được cái vẻ đẹp nguyên bên ngoài, tức là cái nhà công này vẫn giữ được cái nét đẹp hiện trạng của nó bây giờ. Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã cấp kinh phí khoảng 500 triệu đồng để nhà trường khắc phục một số điểm xuống cấp. Nhưng kinh phí này chỉ dừng lại ở việc đủ cho nhà trường quét lại vôi tường và xử lý một vài điểm khắc phục. Có tuổi đời hơn 80 năm, nhưng công trình này mới được duy tu thay ngói một lần vào năm 1992. Nhưng loại ngói được thay cũng không phải là ngói nguyên bản. Theo nhà trường, ngoài việc thiếu kinh phí để sửa chữa, thì việc tìm đơn vị tư vấn để trùng tu, bảo tồn cũng là một vấn đề. Khó trước mắt phải nói đầu tiên là kinh phí. Cái thứ hai là phải có một cái đội ngũ chuyên thẩm định lại để mà chúng ta có cái hướng giải quyết cho nó đảm bảo nhất. Hiện nay phần trùng tu thì chúng tôi đang mái ngói và các sano của phần phía trên. Hệ thống thoát nước của ngôi nhà thì nay là đang cần phải khắc phục rất là cao thì mới đảm bảo được cái chống xuống cấp của ngôi nhà. Một di tích cấp quốc gia đặc biệt khác là Ga Đà Lạt, nơi thu hút rất nhiều khách du lịch đến tham quan. Bởi đây cũng là công trình kiến trúc rất độc đáo và là nhà ga cổ nhất Việt Nam. Với khuôn viên hơn 43.000 m2, tuy nhiên hiện nay chỉ khu vực ga chính được tôn tạo. Những khu vực phụ như nhà kho sửa chữa đầu máy và khuôn viên sau ga vẫn còn bị bỏ ngỏ. Khu di tích thì ví dụ nó phát triển, nó càng ngày phát triển, ví dụ làm vệ sinh sạch sẽ, là trồng hoa cây, là nó thoải mái hơn. Khách du lịch tới tham quan thấy phong cảnh nó, cái đầu óc nó thoải mái, nó đẹp hơn. Nhưng mà đẹp hơn, nó đi hơi cũ rồi, bông hoa là thấy xấu. Đơn vị quản lý cũng cho rằng đã quản lý và khai thác tốt giá trị của di tích, song sự nhếch nhác có thể thấy rõ quanh di tích này mà không có dấu hiệu được tôn tạo. Tuy nhiên, không hẳn người quản lý có thẩm quyền cũng như quyền quyết định đầu tư tôn tạo di tích. Muốn thực hiện là hai cái phạm trù nó khó thực hiện, khó chị dạ.
Trước mắt thì là kinh phí hàng năm thì cũng có cái kinh phí đó, nhưng mà nếu kinh phí đó thì cũng không đủ để mà làm cho hết cái khu vực ga này. Thì hiện nay khu vực ga này hơn 4 hecta, nên là để mà làm hết cái 4 hecta này thì cần kinh phí rất là nhiều. Ngoài các di tích đặc biệt nói trên thì các di tích thắng cảnh các quốc gia như là Thác Cam Ly, Hồ Than Thở cũng là những di tích gặp nhiều vấn đề trong việc bảo vệ, tôn tạo cảnh quan do không thể khắc phục được những yếu tố khách quan như việc nằm trong khu vực gần khu dân cư, dẫn đến tình trạng lấn chiếm đất hay bị ô nhiễm do rác thải, nước thải từ các khu dân cư, nên việc quản lý cần phải đi đôi với việc nâng cao ý thức bảo vệ các di tích. Nhìn chung thì đối với các di tích trên địa bàn và thực hiện theo luật di sản văn hóa thì ngành chúng tôi cũng đã có cái phối hợp rất chặt chẽ với các địa phương và với các đơn vị đang quản lý khai thác sử dụng. Là hiện nay là một số các cái di tích thắng cảnh thì do cái điều kiện và khách quan về môi trường tự nhiên thì cái việc mà quản lý tôn tạo cũng như là phát huy các giá trị của nó thì hiện nay còn hết sức là khó khăn. Chúng tôi cũng hết sức khuyến cáo và mong muốn các cái doanh nghiệp mà đang được giao quản lý với các cái di tích này cũng thấy được cái giá trị của các di tích và cũng phải có cái trách nhiệm trong việc là đầu tư, thường xuyên đầu tư nâng cấp và để làm sao là phát huy được các giá trị của di tích và không để các di tích đó nó xuống cấp và nó mất đi những cái giá trị vốn có của nó. Câu chuyện quản lý các di tích như ga Đà Lạt, trường cao đẳng sư phạm Đà Lạt cũng là câu chuyện chung của một số di tích khác trên địa bàn tỉnh, thậm chí là ở một số tỉnh thành, khi còn đó những bất cập trong công tác quản lý. Và một khi di tích di sản là của chung, thì khó xác định về trách nhiệm và ý thức bảo vệ tôn tạo các di tích nếu như những doanh nghiệp, tổ chức không tâm huyết với những tài sản chung. Thành phố Đà Lạt hiện nay đang sở hữu rất nhiều di tích văn hóa lịch sử cấp quốc gia, trong đó có nhiều công trình kiến trúc tiêu biểu. Tuy nhiên hiện nay do nhiều lý do khách quan cũng như chủ quan, nhiều công trình đã bị xuống cấp. Nếu như không có biện pháp khắc phục thì những công trình này sẽ xuống cấp nghiêm trọng và không thể khắc phục lại như ban đầu.